Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Chạy qua nhà khác rồi. Thế ai nó đâu? Giết nó em. Ủa, nó có súng gì à? Anh đây. Anh đây em. Thằng này. Láo. Đây anh cứu. Bên kia còn một thằng em ạ. Em biết rồi, từ. Đây máu này em ơi, bơm máu đi. Anh quần máu cái đã. Từ ấy. Ok. Xong cho em đi nào em ơi. Đây vứt thêm máu này. Vứt thêm máu này em ơi, bơm để máu đi. Có rồi không? Có rồi thì thôi. Đi. Ở trên đấy. Ở trên kiếm mày. Ok, nó một thằng ở trên nhá. Một thằng ở trên nữa này. Bạn nữa này. Anh nó một đứa rồi mày. Lên luôn, hai đứa đang yếu. Lên luôn em ơi. Hai đứa này đang yếu rồi, lên luôn thôi. Ok. Chết rồi. Đã xong. Chúng mình ăn ý là hợp tác là ăn. Mình lấy tạm M60 các bạn. Làm thôi. Chẽ về đây cũng được. Cũng hay mà. Mà thôi mình chơi FVD nhá. Còn em chơi format đi. Ok. Anh đang định đổ con format đấy. Em thấy hai cái xác mà không đồ. Hai cái xác thì đấy, có chắc chắn là có một đứa không có đồ thì là nó sẽ không có hiện xác thôi em ơi. Wow, để coi nào. À, anh chơi trên server Việt Nam em ơi. Ủa sao sao? Chạy theo em. Chạy xuống đây này em này. Chạy đi đâu ấy? Nên quay lại này. Em chạy đi đâu đấy, anh lấy xe chở em nhá. Mình chạy tạm xe này đi. Đây. Em vẫn từ còn gì nữa. Em muốn loot thêm cái gì? Người ta xuống cái đồng chứ có đạn này. À, em muốn lấy đạn gì? Đạn gì anh cũng có. Đạn gì em? Ở đây đạn như lấy máu, đạn gì cũng được. Ở đây đạn máu anh có cả mà. Này. Đâu. Đây đạn nhá. Được chưa? Máu này. Đây em ơi. Đạn máu đấy. Được chưa? Đi em. Thế không hỏi anh, cứ chạy linh tinh. Không ngại, khổ lắm. Có cái gì mà ngại? Đùa. Đùa thôi. Anh nghĩ mặt em mới ngại chắc. Thì đấy, thế bảo anh thiếu gì bảo anh, em vứt cho. Có gì đâu. Trên này tôi nghĩ là sẽ có người anh em ạ. Anh em cứ thử tin tôi coi. Tôi nghĩ là sẽ có người đấy. Theo VSS bắn. VSS bắn nó có giảm thanh sẵn mà. Sao em? Nó tăng sát thương lên một xíu ấy. Ừ, đúng rồi. Thế mình bắn. Ô, kia. Em có người nào? Người đâu? Ủa. Chết rồi. Chết rồi. Ok. Em lại không bảo anh. Còn một đứa nữa mẹ. Đứa nữa. Còn một đứa nữa. Đứa nữa. Anh chưa thể nói em ơi. Để qua format xíu anh em ạ. Ở dưới thì phải mà, ở dưới thì phải. Ở trên à? Ở trên à? Hay ở dưới. Ở dưới hai đứa mày, Ở dưới cơ mà. Ở dưới cũng hai đứa mày. Anh đang bắn này. Anh bắn này. Ok, đã xong, chờ xíu. Ui. Ở dưới cũng có hai đứa mà, anh vừa hạ hai đứa ở dưới. Anh cứ hoảng lên đấy nhở. Hoảng đâu? Thính bảo gì nữa, ở dưới có hai đứa thì em lại chạy lên trên. Anh đâu biết là ở trên có người đâu. Thì đang đứng ở trên thì đang bắn. Mà anh nghe tiếng chân ở dưới. Hay là anh xuống dưới. Trên nhà. Chết thì lại xin lại văn mới. Ở thì chết trở lại đâu, sao đâu. Thế anh lên giết chúng nó này. Hoáng đâu. Thì anh chơi game nó thế chứ làm sao. Đây, bên cạnh anh kìa. Đây. Có một người xa nữa đây. Một thằng ở xa đó, đây em ơi. Đây này em ơi.
thằng bạn nào xong cái thùng gỗ này. Ui, thằng bạn nào xong thùng gỗ này. Còn máu cái đã. Anh còn có 19 viên đạn nữa. Anh hết đạn rồi, hết đạn này phải chơi một súng này. Thằng này nấp rồi vậy. Hết đạn này phải chơi tạm một súng này. Ok ok. Thằng này trang bị của nó xịt đá. Qua sang có mỗi khẩu súng này sao? Ok ok. Đằng kia đấy. Ok, em biết rồi. Đây bây giờ anh qua này. Thì anh chơi game kiểu nó hay bị cuống thế. Chứ anh có giục em gì đâu. Đây chỗ này có xác của em. Có nhiều đại tiểu liên thế. Anh sẽ lượm thêm đại tiểu liên cái đã. Đại tiểu liên bây giờ hơi ít này, lượm thêm một băng nữa. Ok ok. Chạy theo luôn đây coi. Ủa nhưng mà lúc nãy sao kiểu gì mà ở dưới cũng có người, trên cũng có người. Như cả chúng nó đi săn mình đấy em ạ. Anh để livestream trễ 30 giây mà. Hay là để trễ 1 phút đi em. Để 30 giây để tương tác nó vẫn tốt đấy. Thôi thế thôi. Sao xem ok ok. Đâu có biết mình qua đấy đâu mà. Đấy là nó ở đấy, đấy rồi. Mình sẽ chạy lên phía này coi các bạn ơi. Có xe không, đi xe à? Có xe. Thôi thôi em ơi, xe đấy đi dễ hư lắm. Anh chạy bộ thôi, không đi xe. Ê, nếu mà mình bị đổ thổ là mình không có. Đổ thổ là mình chết luôn. Bây giờ game nó đang thế mà. Kiểu mấy đứa chạy xe xong rồi kẻ địch nó dựng tường băng ấy. Xe cắm đầu xuống độ thổ luôn. Đấy là bị lỗi game hay là gì ạ? À? Đấy là lỗi game em ạ. Để không đi lên đi anh. Thôi thôi em ơi, anh để đây tầm khoảng 30 giây thôi. Để đây, đợt trước toàn bị các bạn đã like suốt nên là hơi chán, mình không thích để nữa. Đã like thì mình toàn đai rồi, nên là chơi game nó rất là chán. Các bạn xem chán thì tụt view. Nên là kẹo để delay 30 giây là tạm anh em ạ, không để nhiều lắm. Chừng nào anh like trên YouTube hả? Để anh rảnh đã em ơi, bình thường anh bận lắm. YouTube thì anh làm video thì anh không có like ấy. Không như là anh chỉ có like trên Nono Like thôi em ơi. Đây, trên này, ok ok. Chúng nó đang bắn nhau rất là căng nhá, ok ok. Đằng sau cái nhà đấy. Anh biết rồi, cái nhà gỗ, nhà gà. Cho một quả lựu lên. Ở đây. Kìa. Ở dưới mà. Chạy đi. Wow, chúng nó vẫn chạy được mà. Ok, chạy nốc rồi nhá. Nốc rồi nhé. What? Tí chết. Vì là nó auto aim một cái thằng ít máu ấy. Hai thằng đứng cạnh nhau nó cứ bắn một cái thằng ít máu nên là đáng lẽ là anh hạ gục được thằng kia nhanh hơn. Anh ơi, view lúc lên lúc xuống kìa, bây giờ là có 1290 người xem nhá. View chưa bao giờ được 2000 anh nhỉ? Anh lên nút xanh. 2000 đâu? Anh thì lên được 1700 thôi. 2000 thì chưa, bởi vì là anh lười like mà. Phải 100 like cơ. Trong live như ngày nào cũng like, xong rồi là chơi nó phải gắt cơ, ok ok. Mình đã có tương đối đồ rồi nha em ạ.
Đó cũng thật tạm rồi. Xem nào, có 6 cái tường băng à? Ok ok, ổn. Ổn rồi nha em ạ. Qua phía này coi. Sao đến bây giờ anh vẫn chưa làm video Katana top 1 tại vì anh có thời gian đâu em ơi. Cái tuần vừa rồi anh ốm thế à, anh thật có cắt like thôi, hôm nay mới bắt đầu làm lại video ấy. Wow, một cái giáp 3 mới này ngon. Qua đây thì coi, anh ơi, màn hình hơi mờ. Ồ, nó khác nhau đấy, giáp 3 có vẻ là xanh xanh hơn, nó trắng trắng hơn em ạ. Màn hình hơi mờ thì em bật chất lượng là 1080p nha, chứ còn là anh đang livestream rất là nét nhá, không có mờ đâu em ơi. À đây đây, à đây đây. Có người nha các bạn ơi, chắc là sau tảng đá, ok ok. Chờ cho nó chạy coi. Mãi bên dưới cơ mà anh. Nhà anh. Đó, ngay ngay đoạn phía dưới này, ngay đoạn phía dưới này. Không phải đoạn. Mãi sau ấy, ok ok em biết rồi. Đây xuống ngay. Thấy chưa, sau hai căn nhà nhỏ đấy, hai căn nhà nhỏ. Bên này, bên này. What the hell. Đây à? Thanh niên. Dưới kia còn okay, đầu thế, đầu thế. Dưới kia đông lắm em ạ. Đông lắm em ạ. Nóc này. Hai team không? Hai team không? Dưới kia hai team. Dưới kia hai team này. Ui, cho nó KS hết mạng của anh. Cái này KS hết mạng của anh này. KS hết mạng của anh này. Thế này. Mình sẽ lượm thêm một ít đạn xuống trường coi anh em. Ok ok. Đồ như này là quá ổn rồi nha anh em ơi, ok ok. Còn đồ 3 hả? Ta sẽ chạy bò ngay bây giờ. Mũ 3, giáp 3, ba lô 3. Mời thằng băng luôn, nòng thoải mái. Nòng các thứ ra. Ừ, xem. Nòng các thứ ra. Nòng thì toàn đồ tím rồi em ạ. Full đồ tím rồi. Đồ tím là đồ gì? Đồ tím thì nó là đồ cấp 3 ấy. Chị Phương là người yêu của anh đúng không? Phương, chính xác hơn là Phương anh em ạ. Ui, ui, ui. Yêu, yêu. Chả thế, cái mạng này. Đó, đứng đây cái mạng chơi nè. Đứng đây cái mạng chơi nè. Ui dồi ôi, đứng đây cái mạng chơi nè. Cặt quá nhỉ. Thế là xong, clear được 13 mạng rồi em ạ. Đây, đang chạy bo rồi, đang chạy bo rồi, đang chạy bo rồi em ơi. Lẽ ra là phải lượm thêm đạn xuống trường rồi đã, nhưng mà đạn cũng nhiều, không không phải lo. Bao viên. Con này từ từ, 143 đạn xuống trường, thoải mái. Thế thôi. Nhưng mà format bắn hao đạn lắm. Một phát bắn 3 viên. Đúng rồi, một phát bắn 3 viên mà. Ui, hai đứa chết bị bo này em ơi, còn đứa cuối, trang bị đồng 3 luôn. Lên đồng 3 nhá. Ok ok, một đứa cuối nữa thôi nha em ơi, là chúng ta đã giành được top 1 rồi. Cái này có chỗ này cẩn thận đây, bạn thân. Bạn thân gì bạn thân? Người yêu nói người yêu chứ ai lại bạn thân em. Em thích. Thích không được. Không. Thích được. Cũng không được. Không. Được. Không. Em bảo được. Ok. Em bảo không được. Em bảo được. Người yêu thì bảo là người yêu, ai bảo bạn thân không được. Em bảo không được. Ôi ôi em ơi, em biết, em biết rồi, em biết rồi. Cầm máu cái đã. Nó bên trên em ạ, bên trên đấy. Thằng này. Trên cầu đấy. Xem nó này, xem nó này. Tốn nạn đây. Không sao, không sao. Nó dựng tầm băng đấy, ok ok. Băng cơ. Anh cũng có tầm băng này, mở tầm băng này. Gắt thật, được, hay lắm. Hay lắm, được. Hay lắm bạn ơi. Ôi, anh chuẩn bị hết đạn rồi. Còn lại có xíu đạn thôi à? Ok ok, vào bo. Chỗ này nó hơi dốc nên hơi khó mà. Bắn cả mình nhé. Ui, ok ok. Vào được rồi em ơi. Anh còn máu cái đã.
Ui câu lịt qua đây à? Ui câu lịt qua đây à? Sợ quá nhỉ. Ui câu lịt qua đây à? Sợ quá nhỉ. Đang ở trên, bò thu xuống dưới. Bò thu xuống dưới nào, xem là ai ăn nào. Anh ăn chứ còn ai ăn nữa, bò thu xuống dưới cơ mà. Bò ủng hộ mình rồi em ạ. Này ăn sao nổi mình. Từ xem dựng từ mang cái đã. Dựng từ mang cái đã, đó. Ui nó trên ăn được ấy. Xuống đây, có giỏi xuống đây. Anh đã vào bo đâu, anh vào bo trước đi. Đây nhưng mà chờ kiểu gì nó cũng phải nhảy xuống mà em. Bây giờ vào bo trước thì cái nó trên cao nó bắn được em ạ. Nên đứng tạm góc này này, anh còn có một quả thứ băng cuối cùng thế à? Nên để dành. Từ từ. Bây giờ vào bo trước là nó bắn được mình này. Nó trên cao nó có lợi thế hơn mà. Hay là zip bo, thích zip bo à? Ui. Chết vì bo anh em ơi, yes. Top 1 quá là easy anh em ạ. Ăn mừng nào. Em ơi, top 1 giờ này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.